Vâng, Khả năng ô tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10, An Lão, Hải Phòng. Ngay nối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với quốc lộ 10. Vậy thì anh chị em cô bác nào muốn mua chiếc nào hay muốn bán chiếc nào đều liên hệ em số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay Khả năng ô tô sẽ bán giảm giá thu hồi vốn một chiếc xe Kia Spectra đời 2005, đăng ký 206, biển Hà Nội, tên tư nhân, màu sơn xi bạc. Máy Kia nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc anh em nhé. À không phải Kia, không phải nhập khẩu đâu nhỉ. Con này chắc Việt Nam thôi. Nhưng mà anh em biết rồi, thương hiệu Hàn Quốc thì nó rất là lành. Máy của Kia Spectra cực kỳ lành. Trong cái loại máy thì em nghĩ con Spectra không có gì để chê được cả. Máy nó cực kỳ lành luôn nhé. Đăng ký lần đầu 206, đời thì đời 205. Giá bán thì bọn em đang bán 112 triệu đấy. Nhưng bây giờ em giảm giá thu hồi vốn về chỉ còn 95 triệu đồng thôi. Gọi là bán bằng giá mua luôn, để thu hồi vốn về tránh dịch. Vậy thì anh chị em có bác nào chưa có xe đi dịch, chưa có xe đi tránh dịch hay là đưa gia đình đi tìm nơi trú ngụ an toàn trước cái dịch cúm này cực kỳ nguy hiểm này, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp em số điện thoại 0326062789 hoặc Zalo số 0936405926. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả năng ô tô. Thì ngày hôm nay thì Khả năng đã sẽ bán cho anh em chiếc xe để thu hồi vốn thôi, mà cam kết là không có đâm đụng nặng và ngập nước anh em nhé. Chiếc này là tên tư nhân biển Hà Nội 17147. Đó, biển Hà Nội này, 30A. Như vậy là bác nào ở trong Sài Gòn anh em có thể mua được, em sẽ rút hồ sơ và vận chuyển vào cho anh em. Giá này thì anh em không bao hồ sơ nhá, không bao vận chuyển luôn. Vậy thì anh chị em có bác nào mà thích chiếc này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em để mua trực tiếp thôi. Giá bán không còn gì để mất, 95 triệu đồng. Giá bán không còn gì để mất nữa anh em ạ. Thực sự là dưới 100 triệu đồng anh em sở hữu một chiếc xe mà nó 5 chỗ 2 đầu, rất là đẹp, xe thương hiệu Hàn Quốc, nó đang đúc lốp nắp mới, phanh đĩa sơn xi căng bóng, đăng kiểm thì rất là dài, tháng 6 và cuối tháng 6 đầu tháng 7 anh em ạ. Chẳng cần làm gì cả, đổ xăng và chạy thôi. Xăng dòng này tiết kiệm lắm, dòng kia cái Spectra này nó chỉ ăn khuôn tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít, giờ cũ thì 7 lít trên 100 km thôi, cực kỳ tiết kiệm cho anh em nào và cô bác nào mà thích cái chiếc này. Vì cái kiểu dáng của nó vẫn là thời trang, tương đối là thời trang thôi, chứ còn rất thời trang thì nghe vẻ không đúng, nhưng nó còn rất là thời trang nhé. Nó đi hai đầu nữa, xong rồi rất là rộng rãi, ghế lái ghế phụ ngồi rộng rãi, cả nhà gia đình đi chơi 5 người có thể thêm hai đứa trẻ con nữa vẫn ngồi bình thường. Với cái giá tiền bây giờ đang thu hồi vốn rất là êm, chỉ có 95 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ. Vậy thì anh chị em cô bác nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp thì liên hệ em ngay số điện thoại 0326062789, sở hữu chiếc Kia Spectra đời 2005, đăng ký 2 lần đầu 2006, tên tư nhân biển Hà Nội nhá, tư nhân biển Hà Nội đó. Rút hồ sơ thoải mái, nhưng bên em sẽ không bao tiền rút hồ sơ nữa, tại vì quá là lỗ rồi. Và thu hồi vốn rồi. Vậy thì anh chị em có bác nào mà cứ thấy chiếc này nó ok phát là liên hệ em ngay để giữ xe. Số điện thoại 0326062789. Đó, tất cả những đường ngân gờ quanh xe đều và mượt này. Ngay cả cái vè mưa vè mung đầy đủ hết nhá. Vè mưa màu đen đều đầy đủ hết này. Không có lỗi gì. Không làm đụng ngập nước, Kia Spectra đây. Đó. Dòng xe rất được sự ưa chuộng của anh em đời ngày xưa thôi. Đấy, bây giờ thì anh em có tiền rồi có thể thích Mercedes hay là thích những thứ khác, nhưng mà bây giờ với cái giá này cực yêu thì anh em lại nghĩ đến cái việc mua một chiếc xe cũ về đi lại. Thì đây là những chiếc xe cũ mà anh em sẽ phù hợp nhất đối với anh em. Anh em nào mà kinh tế còn eo hẹp, anh em lấy chiếc này về đảm bảo spark thì sao ăn được anh em. Spark các đời từ 2019 thì sao ăn được chiếc này được. Kia Spectra đời 2005 đăng ký 2006 được, không ăn được nhá. Đó, nó là sedan 5 chỗ 2 đầu cơ mà. Giá 95 triệu thu hồi vốn. Em sẽ quay vào phần nội thất chiếc xe này cho mọi người cùng ngắm cái chiếc Spectra này có đáng tiền hay không nhá. Đó, 95 triệu anh em ạ. Không bao gì nhá. Đấy. Ngay cả cái vè mưa cũng mới cứng luôn. Keo chỉ cánh cửa đầu tiên là zin luôn. Zin luôn nhá. Đấy, anh em nhìn này. Ngay cả cái mối hàn chập đinh bấm vẫn còn nguyên này. Đó. Gương kính chỉnh điện, đây. Đây là phần kính chỉnh điện, đây là gương chỉnh điện nhé. Đó, vô lăng 4 chấu, chân nỉ nguyên bản. Đây, rất sạch đẹp, tắp nô rất sạch đẹp này. Đó, sơn hai màu nội thất trông rất là căng cứng và đẹp luôn. Ghế bọc da. Đây anh em nhìn ốc ụ này. Vòi voi này, ốc bản lề vòi voi này. Đấy, núm cửa này, nguyên nhé. Sơn zin bên trong. Bên trong thì sơn zin rất nhiều, bên ngoài thì có tỉa quây rồi. Tức là xước chỗ nào tỉa chỗ đấy rồi anh em ạ. Đây, keo chỉ cái này còn zin nhá, còn zin luôn. Rất là đẹp.
Cam kết là anh em cột kèo không gãy nhá. Đây anh em này, đấy cột này, đó không hề gãy luôn. Đây anh em, ui sao nó rắn thế. À nó có cái ốp nhựa đó, bắt đầu mới đến cái gioăng rất là khó bóc anh em ạ. Nhìn này, còn zin nhá, em cam kết với anh em còn zin, nếu không zin em cho xe luôn. Thế mà khẳng định với anh em luôn, chắc lịch cho xe lên, nếu nó không còn zin là cho xe luôn, lên khỏi phải bóc luôn. Đó. Một chiếc xe đời 2005, đăng ký lần đầu lăn bánh 2006, tên tư nhân biển Hà Nội, cột kèo không mất một cái đinh nào, khó bóc kinh khủng. Đây anh em này, đinh này sao khó bóc thế nhỉ, sao phải bóc cái nhựa ra trước này, dưới có bóc cái nhựa ra mới bóc được. Nguyên hết zin lắm, đét đẹt luôn, không mất phần nào luôn. Nội thất này ngồi rất là rộng và thoải mái nhá anh em. Kính điện nhá, kính điện dán kính màu đen rồi, chẳng cần làm gì cả, sơn si thì căng rồi, không sức sát gì. Nói chung con xe này về anh em đi tầm đôi năm nữa chẳng phải làm gì nữa. Đây anh em này, keo chỉ cánh cửa zin luôn, đó mất cái gì đâu, cửa rà đóng hình phịch luôn. Đây bóc khó kinh. Đây anh em nhìn này, bên trong nó quá, nhìn qua qua thấy cái núm nhựa đấy, đấy 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 đấy. Đăng kiểm tháng 6 này, ngày 23 tháng 6 năm 2020 mới phải đi đăng kiểm lại nhá. Tên tư nhân, chủ đầy đủ hết, rút hồ sơ thoải mái, nhưng em không bao rút hồ sơ với cái giá 95 triệu đồng. Đó, nhớ nha anh em nhé, không bao rút hồ sơ với giá 95 triệu. Xe này chỉ có để bán này, không có để rút hồ sơ với giá gì. Anh em thích rút hồ sơ thì thêm tiền, còn lại vận chuyển em không bao nhé. Quá lỗ rồi. Đôi khi những cái có những chiếc xe mà nó đẹp nhưng nó vô duyên thì anh em bán đi để thu hồi vốn lại làm bán khác. Đó anh em nhìn này, đấy rất là đẹp, sedan 5 chỗ 2 đầu nhá. Cực kỳ đẹp với cái giá tiền 95 triệu không bao gì. Cực kỳ đẹp luôn. Sẵn đi rồi, số khung số máy chuẩn theo xe. Đấy, cam kết với các bác pháp lý những cái đấy là phải cam kết rồi. Đây anh em nhá. Yêu ghế ngồi rất êm, Kia Spectra ngồi ghế nó cứ bồng bềnh ấy. Đó, 22 vạn chuẩn. Đề phát nổ ngay. Đấy. Kim vòng tua ổn định, điều hòa mát. Điều hòa rất là mát luôn anh em nhé. Mới bật số 1 thôi mà. Để em tăng số lên nào. Đó. AC đã bật rồi này, anh em nhìn này. Em tăng cái phần quạt gió lên. Cửa gió. Đó, ủ mát luôn anh em nhé, mát luôn. Không hề có lỗi. Đóng cửa vào. Điều hòa nét buốt luôn anh em ạ. Cam kết với các bác là điều hòa nét buốt. Đó, ui, mát lắm. Đây này, hai đèn trần này. Đèn trần này có cháy không? Cái này là để đựng kính nhá. Không có đèn trần bên trong. Cháy đèn thì sao đấy? Đằng sau có đấy. Rất là sạch đẹp, tấm chắn cửa còn cứng đét luôn, có cả xoay gương luôn. Đấy. Bên này cũng thế này, còn nguyên hết nhá. Nhạc nhẽo ra, tình hình nhạc nhẽo thế nào? Đấy, bật phát được luôn này. Đang AUX đây. Chế độ AUX này, Bluetooth này. Cái kết nối Bluetooth nhé. Cả Bluetooth cả AUX, đầu để đầu Toyota xịn theo xe, theo xe theo Toyota nhé. Đầu này có Vios hoặc là cái những cái chiếc gì nhỉ? Vios với lại Toyota Innova, đấy nó vừa khít luôn. Nắp vào, còn anh em nào thích lên màn hình thì hơn 1 triệu thôi. Bên em có nhân viên nắp cho anh em. Còn lại bọn em không bao nhé, không bao màn hình, xe nào bán thế. Để nguyên thế, không bao không gì. Không biết có đĩa không? Hiện tại không có cái đĩa nào. Đây có Bluetooth nhá. Có AUX cắm vào đây, có USB cắm vào đây. Chẳng cần gì rồi anh em, thế thôi. Anh em thích màn hình cam nùi thì anh em đầu tư thêm. Máy nổ rất êm, em sẽ cho mọi người khám phá khoang máy của chiếc Kia Spectra đời 2005 này xem nó có gì đặc biệt không. Dạ vâng, đây là khoang máy của chiếc Kia Spectra. Anh em nhìn thấy cực kỳ sướng luôn anh em nhé. Keo chỉ capo là zin này. À đây có mất một tí capo ở đây trên này. Mất sơn tí capo đây. Còn đâu là zin hết nhá. Chưa hề chạm vào cái phần đầu răng này. Chưa hề chạm vào đầu răng anh em này, đầu răng sắt xi bên dưới anh em nhìn rất là rõ nhá. Không hề đầu chạm luôn. Đây bên này cũng thế này, sắt xi rất là nhìn rất là dễ luôn. Anh em đến đây ngó phát là nhìn thấy ngay. Hai bên tai đèn còn nguyên luôn theo xe. Không mất một phần nào luôn. Rất là sạch đẹp. Đây keo chỉ bên này còn zin này. Có chạm một tí đầu capo đây. Không ảnh hưởng gì đến đầu sắt xi và bằng chết này cả. Đây anh em này. Chưa hành trưởng đến đây cả, chỉ hơi vỡ tí cả này thôi. Còn đâu là zin theo xe luôn. Đấy, bình rất là to, máy nổ cực êm anh em nghe không thấy tiếng máy luôn. Riêng cái dòng Kia Spectra em khẳng định với anh em là máy cực kỳ lành nhá. Cực kỳ lành luôn, không hề nghe tiếng động luôn. Êm ru. Đó anh em nhìn này, rất là sạch đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn đi. Khô ráo sạch đẹp. Đấy, khô roang. Anh em nhìn này, đó. Máy nổ êm không nghe tiếng động luôn.
Đây là nước nằm mát nhé. Dầu máy, dầu phanh đây, dầu máy đây. À, dầu trợ lái đây. Nói chung là đây, tất cả những ốc ụ của anh em mình ụ đây. Đấy, nguyên đinh bấm này. Đó, bên này cũng thế này. Vâng, như vậy thì vừa rồi thì Khả Năng Ô Tô đã review xong một chiếc Kia Spectra đời 2005, đăng ký 2006, tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, giá bán 95 triệu đồng, không bao rút hồ sơ và không bao vận chuyển. Vậy thì anh chị em cô bác nào thích chiếc này, giá cực rẻ nhá, giá này thị trường không bao giờ có luôn. Anh em nào thích chiếc này alo cho em trực tiếp số điện thoại 032 60 62 789. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.